Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Rồi, sinh vào cái ngày tháng năm sinh này là cái ngày tháng lận đận tình duyên, trắc trở tình duyên rất nhiều. Số này khổ vì tình, sau này có lấy chồng vào cuộc sống hôn nhân vợ chồng cũng không có mấy hạnh phúc. Yêu đương đã gặp trục trặc rồi, chứ chưa nói đến chuyện về lấy nhau, ở với nhau. Bây giờ bạn đã cảm thấy lận đận tình duyên chưa? Dạ vâng ạ, con thì lúc yêu thì con cũng đã lận đận. Yêu thôi đã lận đận rồi, đúng như lời mình dự đoán luôn. Bởi vì sao? Mình không chỉ căn cứ một môn để mình coi cho bạn, mà căn cứ tận 3 đến 4 môn. Đó là thứ nhất là sao? Cái ngày tháng năm sinh, bát tự của bạn, mình thấy có vấn đề. Rất là trắc trở tình duyên. Cái thứ hai đó là nhân tướng học, tướng mạo của bạn. Phụ nữ chán quá cao đi. Bạn thấy chán cao không? Đấy, chán cao, ơi bướng. Đấy, mắt thì đen láy. Nó cũng thể hiện là cái tinh anh, cũng bướng, cứng đầu của bạn, cằm đầy. Đây là tướng khắc chồng, nó hiện rõ một một ra. Tiếp theo là yếu tố thứ ba, đó là cái đường chỉ tâm đạo của bạn nó bị cắt nát rất nhiều. Kèm theo đó cái đường chỉ hôn nhân của bạn nó báo hiệu là cái đường hôn nhân sẽ gặp nhiều trục trặc, đắng cay, đau khổ. Đấy, ba yếu tố. Bác sĩ làm sao muốn khám bệnh cho bệnh nhân này, sao thử máu này, thử nước tiểu này, đo huyết áp này, chụp X quang này, đủ các kiểu đúng không, siêu âm này, thì đây mình cũng dùng rất nhiều phương pháp để mình coi cho nó chuẩn. Thì mình thấy là đường tình duyên của bạn rất là trắc trở, sau này bạn sẽ khổ, rất khổ về đường tình cảm. Không biết là khổ là đến con hay là đến thì chồng. Có nghĩa là yêu cũng khổ mà lấy chồng vào là cũng khổ. Và cái định số, cái đường hôn nhân của bạn, bạn mệnh kim. Mệnh kim mà rơi vào tháng 9, tình duyên rơi vào sao suy. Người vướng phải sao suy đa phần sẽ phải hai lần đò, hai đời chồng nhé. À, có nghĩa là con dễ là hai lần đò? Không phải dễ đâu mà chắc chắn luôn. Đấy, tình duyên rơi vào cái sao suy. Sao suy là một ngôi sao rất xấu, nó mà chiếu vào cung mệnh người nữ thì nó khiến cho suy vi về đường tình cảm, mà số đông sẽ là hai đời chồng, trừ khi cái phước gia tiên lớn, phước đức gia tiên lớn che đậy lại được, nhưng mà mình nghĩ là không thể nhé. Đấy, về đường tình duyên bây giờ chính hiện tại bạn cũng đã thấy đau khổ rồi, lận đận rồi. Tiếp theo được công danh. Công danh, bạn là người chịu thương chịu khó. Bước ra đời. Không, để mình phân tích, để mình nói cho, mình nói thẳng một vấn đề luôn, chứ đây không phải là dạy bạn xem chỉ tay, mà để mình nói thẳng luôn cho. Riêng về cái đường công danh của bạn thì mình thấy là cái đường số phận nó xuất phát từ ngay cổ tay, nó nói là bạn là người bước ra đời từ rất là sớm. Bước ra đời, va chạm xã hội từ rất là sớm và biết kiếm ra tiền từ rất là sớm. Bạn là người khá là thông minh, nó thể hiện ở trong cái ánh mắt của bạn. Đấy. Mẫu bàn tay này thì sau này tuổi thọ cao, dễ kiếm ra tiền. Và mẫu bàn tay này còn có máu kinh doanh trong người nữa. Máu kinh doanh đấy, máu thích kinh doanh, buôn bán. Thích kinh doanh không? Thực ra thì con, hiện tại thì con không có kinh doanh, nhưng mà con đầu tư ạ. Đầu tư với kinh doanh nó có khác gì với nhau không? Hả? Bởi vì con nghe người nói thì buôn bán là kiểu như là mua hàng kiếp các thứ về đầu tư với kinh doanh nó cũng như nhau mà có khác gì đâu. Tôi bỏ tiền ra tôi mua hàng về tôi bán, hoặc là tôi bỏ tiền ra tôi đầu tư một cái kênh nào đó thì cũng là kinh doanh mà, có khác đâu. Đấy thì nó thể hiện ở trong lòng bàn tay này, dấu ích giữa lòng bàn tay này nó báo hiệu điều này này, rất là máu kinh doanh này, lại có vân mắt phượng giữa lòng bàn tay nữa, ở dưới ngón tay cái nữa, nó lại thể hiện rõ thêm điều này. Nhưng cuộc đời sẽ xảy ra nhiều lần phá sản, rất nhiều lần phá sản. Đấy, phá sản ở cái tầm độ tuổi ngoài 35, 36 sẽ bị phá sản 1-2 lần, bởi vì cái đường sinh đạo có mấy cái đường nó hướng xuống. Phá sản nhưng rồi sẽ vực được lại. Nhưng mà mẫu bàn tay nó kèm theo là bạn là một người khá là liều lĩnh và ương bướng. Một khi bạn đã quyết cái gì, bạn làm cái gì thì bạn làm bằng được, không ai có thể ngăn cản được bạn nổi, đúng không? Thực ra thì vấn đề là bởi vì là nếu mà con có nghe người ta cản ấy thì người ta cũng chẳng giúp gì được con ấy. Mà con phải tự thân vận động ra là thôi thì mình cứ làm công việc của mình. Mình muốn thì nếu mà thật sự có ai giúp đỡ con sẽ nghe người ta.
người ta nói. Chính cái sự quyết đoán nó khiến cho mình thành công, nhưng chính cái sự quyết đoán nhiều khi nó cũng khiến cho mình thất bại nặng nề. Và cái vấn đề nặng nề nhất đó là tình duyên, tình cảm. Còn về vấn đề phá sản đây thì ngoài 35, 36 sẽ bị phá sản, nhưng rồi mình thấy lại vượt được lại, bởi vì vẫn có nhiều cái đường chỉ được hướng lên về cuối. Ngoài 40 kinh tế của bạn sẽ vượt được lại thôi. Con thì theo như thầy thấy thì là công việc của con có thật buồn xuôi gió không ạ? Công việc hiện tại nhé, hiện tại năm nay là năm 30 tuổi, vận niên là sao Mộc Đức. Mộc Đức là ngôi sao tốt, nhưng mà trong cái vận trình năm nay thì phải từ tháng 10 sau tháng 9 trở đi, 3-4 tháng cuối năm thì công việc của bạn mới thực sự là xuôi. Còn đầu năm giờ vẫn trục trặc, vẫn chưa đâu vào đâu cả. Tháng 9, tháng 10, tháng 11 đúng không? Đúng rồi, 9, 10, 11, 12, đấy 4 tháng cuối năm, đấy là rõ rệt luôn. Còn bạn thấy từ đầu năm giờ không? Chả là gì đúng không? Mặc dù mà là sao Mộc Đức đấy, nhưng mà phải biết cái lý tính ngôi sao này nó chiếu vào tháng mấy, đa phần sẽ 4 tháng cuối năm. Và bạn có vừa hỏi là có về được Việt Nam không? Tháng 6 mình sợ không về được chứ, bởi vì trong cái tháng đó vẫn chưa phải là tháng tốt của bạn. Mình nghĩ mọi cái tâm nguyện, mọi cái hành động, mọi cái ý nguyện của bạn sẽ được thực hiện vào mấy tháng cuối năm nhiều hơn. Giờ đang ở nhưng mà giờ đang nước nào đấy? Con đang ở Pháp ạ. Ở Pháp, Pháp với Đức, ủa ôi, dịch bệnh nhiều lắm, người ta chết như dạ luôn. Thầy cho con hỏi là nếu vợ trong trường hợp ấy, thì không biết là con có mất tất cả không thầy? Mình đã nói rồi, phá sản ở đây có đường chỉ hướng xuống ngoài 35 tuổi, mình biết ở cái mốc đó. Nhưng sau ngoài 40 tuổi bạn sẽ vượt được lại, bởi vì cái đường chỉ hướng luôn nó kéo lên. Alo, alo. Alo. Bạn nghe rõ con nghe rồi. Nghe nói là có một phá sản. Thế thì có những người có nghĩa là phá sản tức là người ta chỉ mất một phần thôi, còn đâu người ta vẫn giữ lại. Còn đâu có những người phá sản, nghĩa là người ta phải. Rồi mình hiểu ý bạn. Muốn biết người ta phá sản ít hay phá sản nhiều thì mình phải căn cứ vào cái đường chỉ đó. Cái đường chỉ hướng xuống ở đây của bạn nó khoảng 3 đến 4 đường chỉ hướng xuống, và nó rất là đậm, thì mình nghĩ đây là phá sản gần như mất hết tất cả luôn. Gần như là mất hết tất cả luôn, không còn gì nữa. Nhưng rồi sau phải mất đến 5 đến 7 năm sau bạn mới vực được lại. Con có cách nào để làm cho cái việc mà mình phá sản nó giảm bớt đi không thầy? Có thể hóa giải số phá sản nhé. Có thể hóa giải số phá sản. Hôm trước ấy mình xem cho một người ở phụ nữ ở dưới Sài Gòn, mình bảo là chị ơi cẩn thận, trong tháng tới đấy chị có số phá sản đấy. Bà ấy không tin, thực sự là không tin. Nhưng mà rồi sao, đúng là tháng sau bị phá sản, bị người ta giật nợ, bị người ta giật đấy, cho người ta vay mượn, bị người ta giật mất. Thế rồi bắt đầu mới tin, gọi điện. Thế thì của con thì trong năm nay thì là từ giờ cho đến tháng 8 thì là vẫn lận đận đúng không thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Từ giờ tháng 8 vẫn lận đận, chưa đâu ra đâu cả. Công việc chưa có gì giải quyết nổi đấy. Vẫn gặp bế tắc nhiều, cản trở nhiều, khó khăn nhiều. Còn sau tháng 8 bắt đầu bước sang tháng 9, tháng 10 bắt đầu công việc ổn hơn, thuận hơn, rõ ràng hơn. Có thể nói là tháng âm hay tháng dương đấy ạ? Tháng âm, nghĩa là tháng âm. Thầy cho con hỏi đấy là về sức khỏe của con thì thế nào ạ? Về vấn đề sức khỏe à? Về vấn đề sức khỏe thì số này cũng hay ốm vặt, nhưng mà mình nhìn thấy cái đường về sức sống ở đây thì không có vấn đề gì cả, không có bệnh gì nan y khó chữa đâu. Cơ thể của bạn thì tương đối vẫn ổn, không có bệnh nan y khó chữa. Mấy cả ví dụ thầy thì cái tay của con có cái ngang như thế này rồi. Nghe này không biết là rồi đấy, hạn về sông nước đấy, chết hụt về sông nước đấy. Hạn về sông nước đấy, nó nằm trên gò thái âm đấy, nó gạch ngang đấy, trên gò thái âm đấy, nó nói là hạn về sông nước đấy. Sẽ có lần bị chết đuối, suýt chết đuối. Vì thế cũng như là kỵ nước nóng, nước sôi, nói chung là mệnh kỵ thủy, kỵ nước. Vì thế vui lòng đi sông, đi tàu hay là đi đại khái là phải cẩn thận nhé. Hoặc là giảm bớt đi tắm, đi bơi, nguy hiểm lắm. Đã có lần nào chết đuối chưa? Suýt chết đuối chưa? Thực ra thì từ bé từ
cũng cũng chưa có trường hợp nào, nhưng mà nói chung là con không thích nước này, con không thích cái môi trường nước. Không thích nước đúng không? Nói chung là con rất là tắm bơi các thứ, con thì con không hợp. Đấy thì đây là một cái lời cảnh tỉnh cho bạn nhé. Đấy, thấy học đi học như bơi ấy, thì nhưng mà cái các kiểu khác con làm thì con đều cứ cố gắng học là được ấy, làm được. Nhưng mà riêng cái chuyện đi bơi thì cứ bơi đi bơi tầm khoảng 2-3 buổi về là thấy ốm ấy. Đó thì đặt là để đấy, đi bơi 2-3 buổi là thấy ốm đúng không? Thấy là bệnh kỵ nước chưa, kỵ thủy chưa, đúng chưa? Đấy, nhiều nhiều người đấy, mình xem bàn tay cho họ đấy, họ cũng vết dấu ích này, hay là những cái vết hình thù nằm trên gò thái âm này. Mình khuyên họ, ví dụ là họ đang làm nghề xông nước, mình đa phần mình khuyên họ nên bỏ nghề xông nước đi, bởi vì rất là nguy hiểm, có khả năng bỏ xác. Thầy thầy xem cho con một cái đường chỉ đạo của con thì như nào ạ? Về đường chỉ đạo thì đánh giá đây là một người khá là thông minh, bởi vì đường chỉ đạo khá là đậm, nhưng mà nó xuất hiện nhiều vết cắt ở về về cuối, thì nó báo hiệu bạn là một người hơi nóng tính và hơi bùng bột. Đấy, nhiều khi nóng tính, gắt gỏng, khó chịu, tính cách hay cùn cáu, chứ chưa phải là một người thực sự là hài hòa. Đây là cái thứ mà bạn phải cần mà dung hòa nó lại nhé. Bạn có thấy bạn là người nóng tính không? Tự nhận xét mình đi, tự đánh giá đi. Thực ra thì thế nào nhỉ? Con thấy một vài người bạn thân thì bảo con là thẳng tính, ở đâu thì thẳng tính, ở đâu thì con có thể là trong trong suy nghĩ của con thì con khá là nóng tính, nhưng mà khi con nói ra hầu như nóng tính nhất, bởi vì có thể là cái môi trường ấy nó cũng đông ấy. Tóm lại là nóng tính, đúng rồi, khỏi cần thì nên nên hạn chế lại nhá, nên cải bớt lại đi. Đấy, nếu bớt được sự nóng tính trong mọi chuyện thì sao, bạn sẽ dễ thành công hơn rất nhiều. Vâng, cả thầy con hỏi một chút nữa, đấy là về cái về đường con cái của con thì mang sao nghe? Về đường con cái, về đường con cái thì cung tử tức ở đây thì cũng gọi là hơi hãm đấy, vì thế nó cũng báo hiệu là số này có sinh nở ít con đấy, chứ không có nhiều con đâu. Và số bạn ấy, đa phần cái đứa con đầu lòng ấy dễ bị sơ sẩy. À đấy ạ. Đứa con đầu lòng có thể là bỏ thai hay là không giữ được, nói chung là đại loại là như vậy. Số bạn sẽ dễ cái đứa con đầu lòng khó giữ. Nhưng mà sau đấy thì con vẫn có con cái. Đúng rồi, vẫn có con cái nhưng chỉ có một đứa thôi. Một cầu trời khấn Phật may thì được hai đứa, nhưng số này hiếm con lắm, bởi vì cung tử tức rất là hãm nhé. Nhiều người có cung tử tức hãm thì sao, mãi đẻ được mỗi đứa con gái, hoặc là có cung tử tức hãm thì sao, có thai 3-4 lần đều sảy hết, đều sơ sảy hết, mãi mới đẻ được một đứa. Đấy là người có cung tử tức nó bị hãm nhé. Cung tử tức là xem ở chỗ nào, trên bàn tay thì nhỉ? Cung tử tức à, bây giờ chỉ bạn không hiểu được đâu, nó cũng nằm ở dưới vị trí ngón út đấy, nhưng mà phải có. Hôm nào mình sẽ ra cho ra mình sẽ chia sẻ cho một cái video cụ thể nói về cung tử tức. Nên nhớ những cái video mình đưa ra nhé, mình dạy mọi người xem nhé. Bắt đầu nhiều người học cũng lên mạng làm thầy đấy. Nhưng mà con có cái cụ này nó khó khá là không biết là gì, chưa biết có như thế nào không ạ? Có một cái cù lao ở trên đường chỉ đạo đúng không? Vâng ạ. Một cù lao trên đường chỉ đạo. Cù lao trên trí đạo là sao? Cái gì? Con thấy có cái đường này khá là rõ. Tí nữa mình sẽ phân tích đường đó cho bạn biết. Còn cái đường của bạn có một cái đường cù lao, nó hình như hình hạt gạo, con thuyền ở ngay trên đường trí đạo đấy. Nó nói là cẩn thận dễ mắc các bệnh phải phần đầu hoặc là chứng đau đầu đấy nhé, hoặc là bị cận thị đấy nhé, các bệnh về mắt nữa đấy. Lưu ý mắt nó dễ bị cận này, tiếp theo là hay bị mắc chứng đau đầu này, rồi tiếp theo là các bệnh về phần đầu phải lưu ý. Thế con liệu liệu con có phải nặng gánh gia đình không thầy? Nặng gánh quá là nặng gánh luôn chứ. Đấy, cái đường chỉ mà bạn bảo mình chỉ cho bạn đấy, nó xuất hiện từ cổ tay, nó chạy thẳng lên tới đường chỉ đạo nó dừng, rồi nó lại xuất phát từ đường chỉ đạo nó lại đâm thẳng lên đường tâm đạo nó dừng. Nó thể hiện là người rất là nặng gánh gia đình, lo cho gia đình rất nhiều, lo cho anh, cho chị, cho em. Bạn đi sang đó bạn mang một cái sứ mệnh lớn, chứ không phải riêng lo cho mỗi cái công danh sự nghiệp của bạn đâu. Thế thì theo thầy thế nào để mình có thể nhẹ bớt đi được ạ? Nhẹ gánh bớt, không có cách nào để nhẹ gánh bớt. Bạn nợ cha mẹ bạn, bạn nợ anh chị em người thân của bạn, bạn phải trả thôi.
chỉ có cách trả để bà nhẹ gánh thôi. Ừ. Bởi vì con cảm thấy là kiểu như là mình cứ đôi khi là mình cứ tàn kiện cho bản thân mình thì nhưng mà lo nghĩ cho người ta có kiểu rất là mệt mỏi ấy thầy. Kể cho bạn một cái ví dụ rất là sinh động. Có cặp vợ chồng này nuôi đứa con này là khôn lớn đấy, từ nhỏ đến lớn thì sao, suốt ngày nó phá phách gia đình. Bắt đầu là hai ông bà này rất là chiều nó, khiến cho nó hư hỏng. Lớn lên đấy, khi đủ 20 tuổi thì nó bán sạch trong nhà, có cái xe đạp xe máy nào nó bán hết. Trong nhà có cái tivi cuối cùng nó cũng bê nó bán luôn. Nó đi theo con đường nghiện ngập. Xung quanh hàng xóm người ta nhìn vào, người ta đánh giá một bên với một ý kiến là ồ thằng con kia nó bất hiếu, nó không biết thương cha thương mẹ gì cả ấy, nó lại làm con cái lại bất hiếu, nó khiến cho ba mẹ nó khốn đốn. Còn một vị sư thầy đi qua, họ nhìn họ dòm ngó, đây kiếp này ông thầy đánh giá là kiếp này ông bà này đang trả nghiệp cho cái đứa con này ấy, nợ nó. Vì thế nó có lấy những cái chiếc tivi cuối cùng này, xe máy xe đạp hay tất cả tiền nong trong nhà, ông bà ấy vẫn thương nó, vẫn xoay chạy, vẫn lo ngược cho nó. Lý do tại sao ông bà ấy kiếp trước nợ nó nên kiếp này nó có làm gì thì ông bà vẫn thương nó. Còn như bạn đây đấy, cũng như theo ví dụ này, bạn đang nợ gia đình bạn, vì thế bạn không thể nào mà thoát ra khỏi cái nghiệp này. Dù bạn có cố trốn tránh cũng không được, người nhà bạn sẽ réo, người nhà bạn sẽ trách móc bạn, bởi vì bạn nợ họ mà. Vì thế bạn luôn luôn phải làm việc quần quật để lo ngược lại cho họ, không có cách nào để trốn tránh cả nhé. Bạn cứ thử trốn tránh xem, người thân bạn sẽ oán trách bạn, và lúc oán trách bạn còn thấy đau khổ hơn là cái lúc kéo cày đi mà làm ra tiền mà gửi về quê hương. con thấy kiểu như thế nào nhỉ? Có nghĩa là hồi trước thì mình tự lực cánh sinh, trong mình tự tự xoay sở mọi thứ ấy, thì chẳng gia đình chẳng ai giúp đỡ ấy. Thế thì nhưng mà đến bây giờ khi mà mình gọi là mình làm ăn được một chút xíu rồi ấy, thì thấy thì mọi người cứ đòi hỏi là phải cái này nọ cho họ ấy, mà mình mà không làm, mình mà không đáp ứng của họ ấy thì mình lại cảm thấy có lỗi Ừ, mình đáp ứng. rồi rồi mình có cách cho bạn để bạn bớt một chút áp lực, bớt thôi. Thứ nhất, sống khiêm cung lại, khiêm tốn lại, bớt khoe khoang lên mạng. Mình làm được 10 đồng tốt nhất mình cũng khoe chỉ có 1-2 đồng thôi, mà tốt nhất đừng khoe, mình cứ im im lặng. Nếu mà mình không khoe thì họ sẽ không biết mình làm được bao nhiêu cả đấy. Và tốt nhất là đừng đăng cái gì lên mạng, hôm nay tôi làm được bao nhiêu tiền, hôm nay tôi trúng quả này quả kia, không bao giờ được đăng những cái đó. Người thân trong nhà họ sẽ tìm lên Facebook, Zalo rồi họ dòm ngó, ủa đấy con này nó làm được đấy. Bắt đầu là sao? Trong lòng họ nổi cái lòng tham lên, ủa đấy nó làm được mà nó không lo cho ba, cho mẹ, cho anh, cho chị, cho em. Thấy chưa? Bạn chính là cái nguy cơ khiến cho cái lòng tham của họ nổi lên. Có nghĩa là tự họ đây là bởi vì là khi nào mà họ yêu cầu con giúp đỡ ấy, con đều cũng đỡ rất là nhiệt tình ấy. Ví dụ như là ăn uống có khi 20-30 nghìn, suy nghĩ cho bản thân mình ấy, suy nghĩ là có được ăn uống ngất không hay thì, nhưng mà riêng mà mẹ bảo là bây giờ ơi tháng này đi ăn cũng hết mấy triệu các thứ ấy, có khi là đấy con lại thương con để cho họ ấy, có thể là vì thế thành ra là con nghĩ là con làm dễ là kiếm tiền ấy. Bây giờ đấy thì đấy đấy, thấy chưa bạn, thấy chưa đấy, cũng do mình một phần, hiểu chưa? Dễ nhẹ lòng với họ quá nên họ được đằng chân lên đằng đầu, vì thế vừa phải thôi, cân nhắc nhé, vừa phải thôi, để đưa một khoản cân nhắc vừa phải, những cái gì nó hợp lý thì đưa, còn không hợp lý thì đừng đưa, không có ngày là bạn Kiểu như là thế nào nhỉ, cảm giác họ đã chẳng giúp gì được mình, nhưng họ cứ rất là hay đọc hỏi ấy, biết là con phải đồng ý, thế. đồng ý giúp đỡ cho người thân làm được tiền, mình khá mình giúp đỡ cho người thân đấy là một cái niềm tốt đấy. Vui, hiểu chưa? Bởi vì mình giúp đỡ cho mọi người mà đấy, đồng gia quyến thuộc của mình, đây là một cái điều tốt, nhưng mà vẫn phải do mình nhé, mình phải tự cân nhắc đấy. Có thể trong khoảng một thời gian nào mình đưa cho họ nhiều quá, thái quá, bắt đầu họ được đằng chân lên đằng đầu, bây giờ bạn phải thay đổi lại nhé, cho vừa phải thôi nhé, chớ nên cho nhiều quá đấy. Rồi đến khi là cho nhiều quá rồi, chẳng ví dụ bạn đang cho một tháng 30 triệu đi, ví dụ như vậy, tự nhiên bạn tụt xuống cái một phát 2 triệu 3 triệu, họ sẽ nhìn bạn bằng một con mắt khác nhé. Vâng, thế thì cho con hỏi được mai về sau thì con có được nhờ vào gia đình nhà chồng hay nhờ con cái gì Trời ơi, mình thấy là cái đường tình duyên của bạn còn chả ra đâu vào đâu đấy. Chắc gì bạn lấy chồng mà được yên ổn ấy, huống chi là được nhờ về nhà chồng. Khó lắm, do bạn phải tự thân tự lập thân thôi. không? Vâng, con cái ạ. Mai
hai sau liệu có được con cái, cái nếu rõ con cái thì phải đứa trẻ nó đẻ ra sinh ra có ngày tháng năm sinh thì mình mới coi được có được nhờ chúng nó không nhé. à, dạ vâng ạ. Thế cho bác hỏi một chút nữa là đấy là công việc của con ấy, thì cái công việc hiện tại con là công việc phụ ấy, thế thì cũng không biết là con có nên duy trì hai công việc cả công việc chính và công việc phụ không ạ? Được, trong cái tuổi này là tuổi khám phá đấy, học hỏi, vì thế bạn có thể làm hai công việc một lúc nhé, để nâng cao cái năng lực bản thân nhé. Đấy, làm hai công việc một lúc sẽ nâng cao được cái năng lực bản thân hơn là một công việc nhé, nên làm đi nhé. Sao sao sao? Lộc về đất đai chắc chắn là sẽ có nhưng chưa phải là bây giờ. Ờ, sẽ có nhưng chưa phải bây giờ, để hết cái cung phá sản đi, chắc là sau ngoài 40 tuổi đấy, lúc đó là mới cái khoảng mà bạn nên đầu tư nhé. Thì ví dụ như cái chuyện tình duyên của con mà nó trắc trở như thế thì là liệu có cách nào mà để cho tình duyên của mình tốt hơn không? Làm lễ hóa giải, làm lễ di cung hoán số để hóa giải. Muốn thì có thể gửi thông tin qua đây mình sẽ làm cho. Yêu cầu họ tên của bạn, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở đâu và số điện thoại, cần những thông tin như thế để làm lễ. Đấy, muốn làm thì gửi thông tin mình sẽ hóa giải cho. Hóa giải xong mình sẽ đảm bảo là cái đường tình duyên của bạn không còn lận đận nữa và chỉ có một đời chồng thôi nhé.